chợt càng qua chợt đón nước thanh bình cả. Cầu thiên công dân gian cho đồng non nước đang bình dẹp loạn càng qua. Trời ơi, trước mặt ta rừng cây dây phủ, phía sau lưng quân giặc theo hồ, được về sang hầu hãy còn xa. Mong tôi bao vinh biết tìm đâu lối thoát. Ông quân ơi, đừng khóc nữa. Kẻ quốc giặc hay được thì tánh mạng khó bảo toàn. Ông quân ơi, trời ơi, tôi phải làm sao đây? Nào giờ đâu biết dỗ con trẻ. Nên đi ông quân ơi. À, chắc người khác sửa, nhưng giữa rừng già biết tìm người cho bù thêm. Giọt máu tươi thay cho bầu xưa đông, cho âu quân đua đồng chớ cờ sợ. Tôi sẽ bảo vệ cho người. Khương linh ta đây. Hiền đệ, đệ đang ở đâu? Hiền đệ, Khương linh ta. Sợ tâm tình dùng gương chém đầu ta xa trời.
thác qua. Để nói sao hiền huynh ơi, đệ đã dễ quốc dòng thân rồi. Xã Tắc Sơn khi tiếng cùng anh sang rực nhớ đêm trường đừng đau thương nén bao căm hờn phức cao đại kỳ chờ ngài vinh quang tiếc chi thân này chẳng có sanh trái xa trường nay thân ta vùi chôn xác thân theo ngàn phương trần gian có kim lưng người bảo an cơ đồ dình điệp trung ca hiền đệ ơi dẫu biết là vì non nước nhưng nghĩ đến đệ huynh ta vẫn thấy đau lòng ta sẽ về sản phụ hãy theo hương hồn của đệ và các nghĩa sĩ thương binh sẽ dẫn huynh rời khỏi nơi này. Xin ta tạ, hãy theo đệ. Hãy cố lên hiền huynh. Phải rồi. Trông thấy sang hồ thành ngài thánh bên không xa về sang hậu chiến binh mãi mã đã đuổi quân thù giành lại Giang Sơn. Chú nhìn nơi hải đó,
thấy cái phong cách của Hải ở trên sân khấu mỗi lần xuất hiện là đúng là cái câu mà giữ vững cái ngọn lửa nghề. Con bước lên sân khấu bất cứ một cái vai diễn con cũng hết lòng hết dạ để cho hoàn thành cái vai diễn cho nó tốt. Thì đây là cái cá tính rất tốt cho người nghệ sĩ mà chú thấy nơi con. Bữa nay hát hay lắm, bữa nay cột hơi rất là tốt, hát những cái chữ rất là ấn tượng, nghĩa là mạnh ha, khỏe khoắn, một cái đúng hợp với là cái vai của con đang diễn. Cảm ơn con. Ngoài cái trang phục và ý nghĩa của cái tuồng tích, tôi còn thấy ghi nhận ở một cái điểm là các bạn trẻ cố gắng hết sức gây một cái sự chú ý để cho mọi người nhìn về cái giá trị cái lương tuồng cổ của Việt Nam. Nó không bao giờ phai nhạt, nó vẫn có một chỗ đứng. Chỗ đứng đó là trong cái sự tâm huyết của bạn, và nó sẽ gửi một cái tín hiệu tốt đến cho tất cả quý vị khán giả. Chúc bạn thành công. Cảm ơn. Tiết mục rất là nghiêm túc, mà con múa đẹp. Cái điều mà cô tin là trong khi làm nghề, con yêu nghề và con chịu khó như thế. Và với một cái vốn nghề nghiệp còn trẻ mà được như vậy, thì sau này con sẽ là một cái hạt nhân rất là tốt để mà con nối ngôi không chỉ người trước, mà con lại là người dẫn đường cho cái thế hệ sau con. Đó là cái niềm hạnh phúc và cái sự tự hào khi mà cô có mặt ở trong cái chương trình Sau Nối Ngôi. Và cảm ơn mấy đứa con. Chúng ta hãy cùng đến với số điểm của ban giám khảo. Giám khảo Bạch Tuyết 10. Danh ca Thái Châu là bộ lựa lựa chứ thấy rồi. 10. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải. Xin mời. Số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,8. Chúc mừng bạn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra đó nha. Bữa nay bà đặt nhớ tới má được. Ủa, đó là chuyện của tôi. Chị lo chuyện của chị kìa. Chuyện của tao sao? Thì chị làm gì chị biết, chị hỏi tôi sao tôi biết. Mắc mớ gì tới mày. Chị Hai dọn đồ đi chưa? Chị Hai chưa đi chợ. Nói chuyện gì mà chất quốc vậy trời. Dì Hai. Dạ, cô Hai gọi tôi. Dì làm gì đó? Dạ, tôi ủi đồ. Dì ủi đồ cho ai? Thì cho cô Hai. Tôi đâu có cần. Trời ơi, dì làm gì vậy dì Hai? Chuyện của tao mày im. Sao giờ này dì còn chưa đi? Ba của tôi đã nói cho tôi biết hết rồi. Ba của tôi hôm nay lánh mặt là để cho dì đi đó. Dì còn nấn ná ở đây làm gì nữa? Dạ, tôi tính ủi xong đợt này cho cô Hai rồi tôi đi, chứ có nấn ná gì đâu cô Hai. Dì Hai à, má của tôi đã mất 7-8 năm nay rồi. Dì cũng nhận được sự ưu ái của ba tôi quá nhiều rồi. Dì còn muốn gì nữa? Với lại dì Hai cũng lớn tuổi rồi, sanh đẻ nó khó lắm, chứ không phải là như cái thời còn trẻ đâu. Cô Hai, cô đừng nói vậy tội nghiệp tôi và cô Hai. Mặc dù tôi là ghé ăn người ở trong nhà, nhưng lúc nào tôi cũng coi cô Hai như là con ruột của tôi vậy đó. Nhưng dì không phải là má ruột của tôi. Thôi. Mày làm gì vậy? Quá đáng rồi đó. Cậu ba không sao đâu cậu ba. Thôi để tôi đi là cái được rồi. Dì Hai cứ đứng đó, đừng nói chuyện với chị. Chị sao vậy? Sao là sao? À, chị muốn đuổi dì Hai hả? Tao đuổi đó. Rồi sao? Mày làm sao? Mày có biết bả là... Là gì? Cô Hai, cô Hai, tôi xin cô Hai kính miệng giùm. Tuổi càng cao thì sự tủi hổ nó càng lâu. Cô Hai thương tôi mà cô Hai. Dì Hai à, dì Hai đừng sợ gì hết trơn á. Con biết hết ráo rồi. Chị Hai, chị sợ á là ba mình tục quyền với lại dì Hai đây, rồi chị xấu hổ với bên nhà chồng chị đúng không? Thì mày nghĩ coi, gia đình của mình là một gia đình danh giá, ba là một ông chủ lớn. Mày nghĩ ba đi tục quyền với dì Hai
mà lại là người ở mướn thì mày nghĩ mặt mũi để ở đâu? Chị Hai à, ở mướn thì sao chị Hai? Ở mướn thì sao chị Hai? Bây giờ thí dụ như ba Tục Quyền với lại dì Hai đây, trước khi mà anh Hưng qua anh hỏi cưới chị rồi, vì lý do đó mà anh Hưng anh bỏ chị hả chị Hai? Thì cái đó là mày ví dụ thôi. Còn bây giờ tao đang nói hiện thực bây giờ, là ba đã cho tao được cái quyền đuổi bả đi đó. Mày làm gì tao? Mày muốn cái gì á? Mày nói chuyện với ba đi. Chị điên hả? Ba đuổi tôi rồi tôi nói chuyện chống đánh tôi hay sao? Bị đuổi rồi hả? Bị đuổi sao còn đứng đó không chịu đi? Mà tôi thấy cái nhà này cũng ngộ quá. Riết rồi ai cũng muốn đuổi đó. Đuổi tôi xong giờ đuổi dì Hai. Mà tôi thấy cái bình bông này ngộ nhất nè. Bông hồng hả? Tình mẹ hả? Chị trân trọng quá ha. Trân trọng quá ha. Ê, mày định làm gì bình bông của tao vậy mày? Tôi đâu có làm gì. Nhưng mà chị đuổi tôi thì tôi đi. Nhưng mà trước khi đi á, tôi muốn chị đọc cái này. Nhưng mà chị nhớ chị đọc lớn lên cho cái lương tâm của chị nghe. Thưa dì Hai con đi. Bà đọc thư từ cái gì đây mà thư từ? Cái thằng riết rồi ba trợn. Cái này là nét chữ của má mà. Tấn con, gửi con trai yêu quý của má. Ba con và bác sĩ đã giấu má, nhưng má biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên má viết thư này để trăn trối cho con biết vài điều quan trọng mà má đã giấu kín. Trước hết con phải kính nể thương yêu chị Hai của con cho chí tình chí nghĩa, và con phải biết quý trọng bà Dú như quý trọng má, vì bà Dú là người biết quý trọng chữ tín nghĩa. Còn chị Hai của con, nhờ có nó mà má mới làm được nên sự nghiệp đồ sộ như ngày hôm nay, để cho con thừa hưởng. Má dặn con và chị Hai con đối với bà Dú như vậy là vì hồi trước má với ba con sống với nhau lâu rồi mà không có con. Đi coi bói thì bói nói nếu sinh một đứa con nuôi thì má mới thuận sanh và gia đình ta làm ăn phát đạt. Thời mai có một người đàn bà nghèo đến cho má một đứa con gái của bà ta. Và má buộc người mẹ phải làm giấy cam đoan suốt cuộc đời không được nhìn nhận con. Và ngược lại, má bằng lòng cho bà ta nuôi dú đứa trẻ kia cho đến ngày khôn lớn. Người dú nuôi đó chính là dì Hai ở dú. Còn đứa bé đó là con Thanh. Không phải đâu cô Hai, chắc tại cậu ba cậu sợ tôi bị đuổi việc nên cậu mới mạo thơ vậy thôi. Không phải đâu cô Hai, cô đừng kêu tôi là má. Má, má đừng bỏ con mà má. Má, cô lại má mà, cô mang tội cho má. Dòng sữa ngọt của má đã nuôi con đến ngày khôn lớn, thì lẽ đâu trái tim con lại khô cạn máu thâm tình. Con đã vô tình phạm tội, phụ ân dưỡng dục sinh thành. Vậy mà bấy lâu nay mà vẫn âm thầm nuốt lệ, má không nhận nhìn con. Không phải đâu, má chôn sâu sự thật vào trong dĩ vãng, xuân phết đời con bằng sự giàu sang. Mượn của người ta để
ơi, má nhìn con đi má. Má nhìn con đi má. Cô Hai ơi, con phải má. Má, má, má đừng có kêu con bằng tiếng cô Hai nữa mà. Con lại má, mà má ơi, con bất hiểu. Má ơi, con như một loài hoa chùm gợi sông bám vào một gốc cây, thân cây to tàn rộng, sư tưởng mình chỉ đời. Nhìn lao xèo đôi mong manh dưới ấy niềm khinh thường. Má ơi, con bất hiếu với người đang sống. Con Hai, con đứng lên. Để tỏ ra có yêu với một linh hồn. Con rầy la thằng Tấn là đứa con bất hiếu, nhưng con vô tình con làm cho má khổ nhiều hơn. Thằng Tấn, những món ăn mà má thích nó đều mua về, trong khi con kêu má là gì hay. Mà trong tâm con xem má là người ở mương, mà con có quyền sai bảo rầy la. Má ơi, con ơi, má, con xin lỗi má. Con ơi, không phải nên hôm nay má mới gọi con bằng tiếng con này. Đã từ lâu má lén kêu nhỏ nhỏ tiếng con bằng tất cả tình thương của người mẹ. Nhưng tiếng gọi con tha thiết của má từ đây con sẽ không còn nghe nữa. Vì vì má phải lánh xa con. Không ơi, má đi chôn giấu đi cái cội nguồn không rực rỡ, để cho con không bị nhà chồng khinh rẻ, thì hạnh phúc tình yêu của con mới được vuông tròn. Má ơi, tình mẹ như biển rộng lai lang, xin cho con khờ được đáp đền nghĩa ân sâu. Chuyện hôn nhân con có hai quyền chọn lựa, nhưng mẹ của con chỉ có một. Bỏ con đi mẹ. Thanh ơi, mẹ ơi, có gì đâu khóc. Cậu chú, ba chú nuôi là má ruột của chị Hai. Biết lâu rồi chị ơi. Má, tặng cho má chị đi. Má, con ơi, hôm nay em có thấy cái sự lợi hại của bộ môn nghệ thuật sân khấu của mình, vừa ca mà vừa diễn không? Làn hơi của em rất là mạnh, rất là cao, rất là khỏe và hơi dài nữa. Nhưng hôm nay em đã chọn được cái tiết mục này là theo cái ước nguyện của ba em đúng không? Để cho em biết được mình vừa ca vừa diễn, mà em lấy cái câu giọng cổ, em không phải em phá cách, em ca nhẹ nhàng như vậy thôi, mà đã lấy được nước mắt của người xem và người nghe. Đây là một bước ngoặt để cho em bước thêm được cái cách ca và diễn của một cái nhân vật. Cảm ơn em nhiều. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Vai này không phải là dễ diễn, không cần phải múa tay múa chân, không cần phải căng cứng, không cần phải phô trương về hình thể. Nó chỉ lắng sâu vào trong từng lời nói, trong từng ánh mắt thì có thể nói là khó mà biểu cảm được. Nhưng hôm nay em đã làm như vậy đối với anh là quá xuất sắc rồi. Anh hy vọng rằng Phương Cẩm Ngọc, ngoài cái giọng hát đầy nội lực của em ra, một cái làn hơi dài ra, thì em vẫn có được một cái ưu điểm của em là em hát mùi vẫn hay. Hôm nay chúc mừng em. Chị Ngọc Ánh nói đây với tư cách là một khán giả
xem tiết mục cải lương em biểu diễn, em diễn và lấy được cái cảm xúc của chị, cái nước mắt của chị là em đã thành công. Nhưng mà ở đây chị muốn nói thêm một chút nữa. Khi chị nghe em hát chị rất là thích rồi, mà chị nghe người đóng vai phụ hát chị thích hơn nữa. Chị muốn em phải hát như người mẹ đó. Nó đau ruột lắm, nghe nó xót xa lắm, nghe rất là dai dứt. Mong rằng là tiếng hát của em càng ngày càng hay và tình cảm hơn nữa, xúc động hơn nữa và đặt mình vào cái nhân vật đó. Chúc mừng em đã rất là tốt trong buổi tối hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho Phương Cẩm Ngọc. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Mời xin được mời ca sĩ Ngọc Ánh. Chị gửi tặng 9,75. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ Thanh Hằng. Còn bây giờ là số điểm của khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. Điểm. We'll be right back.
đừng. Cetera, cetera. Đừng, cetera. Đừng, đừng lại gần ta. Đừng, cetera. Đừng, đừng. Giang ơi. Ủa, sao nghe tụi nhỏ nó bày tập ở trên đây rồi đâu rồi? Không mở đèn lên gì hết trơn á trời. Ủa, Giang. Giang. Đừng, đừng, đừng. Giang. Đừng, Giang. Đừng. Cái gì vậy? Cô nè. Cô nè. Giang. Con bị gì vậy? Cô nè. Sao vậy con? Hả? Sao trên đây mà tập con mình vậy? À, hôm rồi á, cô có nghe mấy đứa nhỏ nói á là con bị mệt trong người hả? Rồi cái mà bác sĩ á không có cho cô về, mà hôm nay á cô trốn viện, cô về đây cô thăm tụi con đó. Cô không khỏe, cô đến thăm con làm gì cô? Con nói vậy sao được, học trò của mình nó sắp tới ngày diễn đến nơi rồi mà làm cô không có mặt sao được á con. Mà cô không khỏe cũng không sao, chủ yếu á là tâm trí của cô á còn minh mẫn lắm Giang à. Cô còn biết được á cái nào đúng cái nào sai, đặc biệt á biết được cái đường nào sai mà còn quay về sớm nữa con à. Cô nói gì vậy? Con đang đi đúng đường của con mà cô. Cô thấy đó, bây giờ không ai hát qua con hết, cũng không ai múa qua con, diễn cũng không qua con nữa. Cô nghĩ là con đang đi đúng đường của con mà cô. Cô nói gì vậy? Con đi đúng đường à? Con đường của con đi là cái này hả Giang? Cô trả lại cho con. Còn sao vậy con... Giang? Con đường của con đi là con đường nghiện ngập, con đường để thả vô những chất đê mê như vậy sao hả Giang? Con sao vậy? Đứa học trò ngoan, đứa học trò giỏi nhất lớp của cô đâu? Cô tin tưởng cô giao cho con vai diễn Hồ Nguyệt cô. Con cũng thừa hiểu rằng Hồ Nguyệt cô là một con cáo, nó là một con thú, nó còn khao khát được làm người. Còn con là một con người. Vậy tại sao con lại dần biến mình thành một con thú? Phải. Con tự biến mình thành một con thú đi. Xa ngã đường đời trong lạc thú đê mê, phí bỏ đời trai, buông bỏ tương lai. Không con ơi, để người đời miệt thị cười chê, khán giả rời xa danh tiếng cùng lối tàn. Bao đời truyền lại vậy mà con đang tâm quỷ hoại sao đành. Không được Giang, giọng hát của con không còn như lúc xưa. Con không được nói vậy. Là Hồ Nguyệt cô gạo chẳng ra hơi khi đến mất ngọc người. Giang, cô cấm con nói như vậy. Con cấm đi lì. Đứng lên. Không được như vậy. Đứng lên, đứng lên. Con đứng lên, nghe cô. Con nhìn đi, cô bị chấn thương nhiều lần trên sân khấu, cô vẫn muốn hát.
con chỉ mới lập được lạc lối thôi. Con còn quay về được, con còn hát được. Nghe cô, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững lửa nghề. Nghe cô, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Như cô ơi, ngọn lửa thiêng liêng mà cha ông bao đời đốt sang. Vậy mà nay chính tay con dập tắt cũng như tự lấy vào đâm nát trái tim. Hổ thẹn với tổ tiên dòng họ gia đình. Cười một phút xa chân nên con lầm đường lạc lối. Ý có tiếng có tiền nên giờ ngậm đắng mình ơn. Sân khấu bây giờ con không còn mặt mũi để đứng lên. Kể cả quyền làm người con không còn xứng đáng. Đối với tổ tiên con là người có tội, còn đối với nghề con là người bội bạc. Dạ, con nhìn lại con đi, lửa nghề của con đâu, khí phách của con đâu, bao gia diện để đời của con đâu. Diễn đi, bước vô trong sân khấu, diễn nhanh lên, nhanh lên. Con không diễn nữa, bây giờ con lại cô, con lại cô, cô trả cho con đi cô, một lần thôi, không có nói là con hát không có được, không có nói là con múa không được, con lại cô, được. Trả cho con đi cô. Cô sẽ trả nó lại cho con với điều kiện con phải diễn xong lớp Hồ Nguyệt Cô Quá Cao. Trả cho con đi cô. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, cô đứng lên, diễn nhanh lên. Cô không diễn, cô trả cho con đi cô. Hồ Nguyệt Cô đi vào, trả ngọc lại cho ta. Giàu ơi vì sao nỡ đành tâm, tình yêu ban đầu giao đã quên. Thương ai thiếp đây trao ngọc quý, không thương nữa thôi sao nỡ đành gieo khổ đau. Tiếc Giàu, Tiếc Giàu, Tiếc Giàu, trả ngọc lại cho em. Yêu tình đừng mong đến gần ta, nhờ ngươi mong hời ta chết quang. Tiên ông bắt ta thu ngọc quý, hồ ly hết bông chi sống còn trên thế gian. Tiếc Giàu, trả ngọc lại cho em. Trả ngọc lại cho em. Cuối trăm lại giao lan giùm thương, thứ tha giùm kiếp qua hồng nhan. Chớ than không ta nào nghe, yêu quái buông ra lời gian sinh. Ta sẽ cho mi thành trộn tình yêu ba muôn người lánh xa. Giao hứa giao sao chàng đành quên, duyên mình hỡi anh. Hồ Nguyệt Cô, hãy xem đây. Ha! Chết tôi rồi. Cô, giỏi lắm con. Yeah. Con đã diễn xong lớp tù hồn vì cô, mà con không cần đến thứ này. Bây giờ con còn dùng nó nữa hay không là quyền của con. Cảm ơn cô. Con diễn được, con không cần phải dùng tới nó. Phải. Tao diễn được nhưng tao không cần phải dùng tới mày nữa. Và bây giờ, ngày mai
kể cả ngày mai nữa. Tao vẫn sẽ không dùng đến mày. Giỏi lắm con. Đó mới đúng là trường giang học trò của con. Hồ Nguyệt cô, diễn đi. Diễn đi Hồ Nguyệt cô. Hấp thụ thiên nhiên thiên linh thế, đắc quả quần công xuống trần gian, xác hồ ly tu luyện thành người, thiếp danh tự Nguyệt cô chữ đắc. Giỏi lắm con. Xin được chúc mừng Trường Giang vừa hoàn tất phần thi của mình, và đặc biệt là cảm ơn Hồng Trang đã hỗ trợ hết mình. Một tràng pháo tay để cảm ơn bạn Hồng Trang rất là dễ thương. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa xem xong phần trình diễn dự thi của Lê Nguyễn Trường Giang. Bạn muốn gửi gắm điều gì vào trong cái vở diễn vừa rồi của bạn? Em lấy một cái hình ảnh của Hồ Nguyệt cô, dù là thú nhưng mà tu luyện cả ngàn năm để được khao khát làm người, nhưng riêng mình là con người thì lại bỏ đi cái quyền đó và bị thành một con thú. Đây là một cái nhân văn em muốn lấy. Tức là cái chàng trai trẻ này luôn luôn làm những cái chuyện rất là quan trọng. Mà hay ở chỗ là anh bạn làm những chuyện quan trọng rất là bình thường. Và đó là cái sự lớn của con. Con giữ cái lửa nghề và cái tâm của con để con duy trì và con phát triển cải lương. Nhưng còn một cái thông điệp nữa đó mà cô rất khen con: nghiện ngập từ người mà tự biến mình thành con thú. Đây là một cái vấn nạn xã hội làm cho những cái bậc cha mẹ rất là đau lòng, làm cho những người trong cộng đồng rất là đau đớn. Cách suy nghĩ của con rất là đúng. Bởi vì khi mình biết mình đi sai đường thì cũng chỉ có cái ý chí của mình mới lôi mình lại được. Cô trân trọng con, trân trọng cái việc làm nghề của con, và trân trọng cái đầu óc của một người trẻ với trách nhiệm với bản thân, với gia tộc và với cộng đồng của xã hội. Con đã trình bày với công chúng một cái loại hình nghệ thuật sân khấu dân tộc rất truyền thống nhưng mà vô cùng hiện đại, và nó sẽ sống mãi. Bởi vì sao? Là vì nội dung của nó lúc nào cũng hiện thực, lúc nào cũng sát sườn với những vấn đề nóng của xã hội. Cô rất cảm ơn con Trường Gia. Đây là một cái tiểu phẩm giá trị, mà cũng là một cái bài học để cho những người trẻ tuổi, để hoàn thiện lại cho con người mình thành ra một con người tốt, để mà lo cho cái tương lai sự nghiệp của mình. Chú rất là thích tiết mục này, và con diễn cũng rất là xuất sắc. Tự sáng tác, tự dàn dựng cho mình, tự làm cho cái nghề của mình. Ba mẹ sanh con ra cũng là hãnh diện. Trường Giang đã tạo ra một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Em đã gắn liền giữa cái tuồng cổ và cái xã hội. Em đã gắn liền vào trong đó. Mà em khôn khéo hơn một cái nữa là em đã mời được cái người hỗ trợ cho em, đó là Hồng Trang. Đứng trên sân khấu, Hồng Trang không phải là một nghệ sĩ kịch hài nữa, mà là một nghệ sĩ cùng chung với lại sân khấu cải lương. Và các em rất là trí tuệ, rất là thông minh để tạo ra những cái hình ảnh đẹp cho sân khấu cải lương. Em có 3 lớp diễn Hồ Nguyệt cô. Đầu tiên là khi mà mất Ngọc Người từ cái bàn tay đẹp thì tự nhiên nó rút, nó co, nó trở thành cái con cáo. Nhưng mà em chưa làm được cái đoạn đó. Nhưng mai thay đoạn chị Hồng Trang ra, em bước vào cái phím đá bên trong và em đã trở thành một cái người nghiện. Anh nói anh chấp nhận được. Bởi vì cái lúc đó em đang nghiện thì làm sao em có thể em ra những cái bộ tai mà nó đúng cái thần lực của cái vai diễn. Nhưng sau đó em có một cái lớp Hồ Nguyệt cô khác nữa cùng diễn chị Hồng Trang, lúc mà đi ngựa thì em lại bắt đầu em dần 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 em có đầy sinh lực. Và cái lớp diễn cuối cùng khi mà em quyết định em từ giã với ma túy để em trở về với cái lửa nghề, mặc dù là cái lớp diễn đào, nhưng mà lúc đó cái Hồ Nguyệt cô đầy thần lực. Thì anh khen em ở cái điểm đó. Anh thích cái cách nhìn nhận và cái cách sáng tạo của một nghệ sĩ trẻ đối với một cái loại hình sân khấu dân tộc về. Chúc mừng em.
Xin được trân trọng mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết ạ. 10! Và bây giờ sẽ là số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 10! Còn một điểm nữa của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Bạn hãy xem nhé. Xin mời. 9,5! Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là số điểm của nghệ sĩ Thanh Hằng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Lê Nguyễn Trường Giang. 9,6 điểm, chúc mừng bạn. Thôi đây đây, đây đây nguy hiểm lắm. Không, ta không thể nào đi một mình bỏ Triệu Lân ở đây một mình được. Đi 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 hả? Triệu Lân! Đi hả? Không! Ngàn binh giây phù, có một mình à, làm sao lẫn trốn, thoát ra dòng dây. Thầm thương thiên nhan nơi các lưng, mãi trong ngóng câu tình thâm, chí mong tương phùng. Giờ đây càng qua xây ra, thần nguyên hy sinh công phá. Giờ đây càng qua xây ra, thần trùng lòng nguy khó an, cùng ta nhân chân cần bước chung xưa quay về. Người dầm máu về duyên qua, không một mình thần hy sinh ngăn chờ. Không hiểu đây, nỡ đâu dời chân để lo chung thần cho ngôi đàn dương. Bỏ Khánh một mình. Điện hạ ơi, nhật nguyệt chứng minh lòng trung nghĩa kẻ thành. Tôi xin người hãy an tâm quay về nơi nguyên quán. Triệu Lân! Độc mã buôn cơn sát thù, nào kiếp sơ người sẽ và vui mừng. Triệu Lân! Điện hạ, nguyên quân ký thơ sang là mưu độc vô cùng. Trước yên tiệc sau bài đều thích khách, mong hạp hại bể đồng chiếm đoạt mạnh giang sang. Chia tay hẹn buổi tương phùng, lòng buồn cách biệt mấy sầu trắng treo. Từ đây hai nẻo sơn khe quê hương đất mẹ đón người hùng anh. Không Triệu Lân! Điện hạ! Từ đây lìa xa ôi cuộc chia tay nghe ngào dòng sâu. Thầm thương thiên nhan đã phải nguy nan nan dòng quyền trào. Lời xin thái tử dùng ra đi, còn nơi đây là lâm nguy, xót xa thêm sầu bi. Điện hạ, người hãy mau đi về nguyên quốc, hàng chân công hoạch hiến bảo của cha người. Còn kẻ hạ thần trung liệt cả dòng binh, có hy sinh cũng dễ không đúng nghĩa. Giờ đây đôi ngã giờ chia ly, tình thâm mới tàn biệt nhau. Nói câu chia lìa xa. Nếu điện hạ không đi, ta liều mình tự tử. Triệu Lân! Triệu Lân! Mong mình chứng thiên để xin thương người cứu an. Thảm cảnh ai gây chia lìa xót xa này. Thương người chung thiếu niên anh hùng, ôi đớn đau lòng.
Thiếu niên anh dũng, thiếu niên anh dũng. Chứ không chỉ Đường Nguyên Chúa. Giỏi, giỏi. Quân, cho nó biết tài của Dũng Tư Phi Tan. Khá lắm, chọn bố của Tuấn Mã sẽ sang đó. Chúng ta vừa theo dõi một trích đoạn dự thi từ Bảo Ngọc và đây cũng trích trong vở Long Lân Quy Phụng, một cái vở diễn mà đạo diễn nghệ sĩ Bạch Long đã thực hiện, đã viết và dàn dựng cho nhóm Đồng Ốc Bạch Long ngày xưa biểu diễn. Và cho đến ngay bây giờ thì có những khán giả lâu năm cũng vẫn còn nhớ từng nhân vật trong cái tác phẩm này. Và hôm nay khi theo dõi lại trích đoạn này thì chắc hẳn là thầy Bạch Long không khỏi những cái xúc cảm khi nhớ về những đứa học trò của mình ngày xưa, phải không ạ? À, đúng như vậy. À, xem cháu diễn cái vở này thì đúng là cũng có cái xúc cảm làm cho chú nhớ lại cái đội Đồng Áo Bạch Long ngày nào. Chú chỉ nhắc một cái điều này thôi. Cháu nói là cháu trong dòng họ Tuồng Cổ thì chú chỉ nhắc về hồi xưa cái cảnh này đó nó rất là hay, tại vì Tuồng Cổ chúng ta lại mang tính chất ước lệ. Ví dụ phim ảnh thì được, phim ảnh tả thực cái dây phải có con ngựa thật. Ví dụ chú nói một cái ông lính cầm một sợi dây chỉ làm động tác vậy thôi. Quăng qua đây, quăng qua đây. À, quăng. Búp. Đó, dính sợi dây. Dính đó cái, là dính cái đai. Rồi, một ông quăng cái chân. Bạc. Đó. Rồi xong cái ông lính ông mới lên con ngựa. Ông mới lên con ngựa, ông mới kéo con ngựa ông chạy. Kéo. Ra. Thì bình tinh sẽ xuyến. Bên kia kéo lại. Thì xuyến qua này. Đó. Xong bắt đầu bốn con ngựa phải đồng tâm kéo. Thì bình tinh mới. Nam quốc tường tồn. Thì cái chết nó đẹp, cái chết của một anh hùng nó đẹp. Những gì mà thầy Bạch Long nói là em hiểu rồi ha. Dạ. Em là một trong những cái thí sinh mà anh thấy là vũ đạo rất đẹp, trụ bộ rất đẹp,
ông vô đầu đẹp, cái đó thầy nhìn nhận điều đó. Vì vậy cho nên là hãy nhớ một cái điều là mình có được vũ đạo đẹp thì mình phải áp dụng nó vào, và hãy lấy cái ưu điểm đó ra để mà mình biểu diễn. Nếu như ngày hôm nay em dùng vũ đạo để em thể hiện cái đoạn này thì chắc chắn rằng em sẽ gặt hái được điểm rất cao trong cái tiết mục này. Cảm ơn em. Là Bảo Ngọc có chia sẻ là thích và Bình Tinh đóng cái vai đó, và đây là cái vai diễn trong mơ của em, và em muốn thể hiện được cái tinh thần đó. Thì chị biết đó là cũng là cái áp lực. Bởi vì sao? Em sẽ không thể nào mà dẫm vô lại bước chân của Bình Tinh được. Em sẽ không bao giờ lấy được cái nét diễn giống Bình Tinh được. Bởi vì nếu như vậy ta sẽ nói Bảo Ngọc diễn trong mơ nhưng mà lại bắt chước Bình Tinh. Điều đó chị biết, cái đó là cái áp lực của em. Cho nên em phải tìm một cái nét diễn khác. Hơn ngày hôm nay em đã được những cái lời chỉ dạy của thầy Bạch Long và anh Kim Tử Long. Đó là những cái bài học vô cùng quý giá. Thì em kết hợp đi, bởi vì chị thấy cái diễn xuất của em á, nó hơi nhẹ kiểu như điện ảnh á. Thì bởi vậy khi mà anh Bạch Long với anh Kim Tử Long nói chị đã lắm kìa. Tại vì chị cảm nhận em diễn thật. Nhưng đúng là sân khấu tuồng cổ phải có ước lệ anh ha, là phải nó sẽ có nó hơi mạnh hơn một tí xíu nữa bằng cái hình thể thì em sẽ thành công. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn những lời nhận xét hết sức là tận tình. Và ngay bây giờ thưa quý vị là số điểm của giám khảo dành cho thí sinh Bảo Ngọc. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75. Xin được mời đạo diễn nghệ sĩ Bạch Long. 9,25. Và sẽ được giữ lại điểm số của đạo diễn diễn viên Việt Trinh. Còn bây giờ là thời gian của giám khảo khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. 9,4 điểm. Chú em. Dạ. Chú em ngồi chơi đi, tôi múc cho miếng nước lâu uống cho mát à. Dạ, cảm ơn bác nhiều lắm. Nơi này cũng không khác gì hết. Dạ, mát lắm phải không? Dạ. Dạ, cháu cảm ơn bác. Ủa chú em, chú nói là chú là bà con dân thành mà vậy là bà con sao? Dạ cháu là em bà con cô cậu với anh Hai Thành. Vậy bà con gần hả? Dạ gần. Trời ơi, hèn chi cái mặt giống y chang nha. Dạ. Cái nụ cười cũng giống nữa. Dạ. Bác làm ơn cho cháu hỏi anh Thành và chị Lũ bây giờ sao rồi bác? Vợ con ảnh giờ lưu lạc xứ nào hả bác? Bác làm ơn chỉ giùm cháu để cháu tới cháu chào hỏi chị nhà một tiếng cho phải phép bác ạ. Ta nói vợ nó hiền hậu lắm. Dạ đúng rồi. Lúc mà Thành mới bị bắt nè, nó tới đây mấy lần. Vậy hả bác? Rồi sao nữa bác? Tôi biểu bay về bay bán nhà lấy tiền đi rồi lo thầy Kiển. Dạ. Chứ không lẽ làm ngơ sao được phải không cậu? Rồi chị nói sao vậy bác? Thì đó, 1122. Nó nói có chủ điện nó lo. Chủ điện nó là chỗ danh vọng thế thần. Chồng nó thế nào rồi cũng thất nạn. Vậy mà ra cơ sở gian thằng nọ đông được mấy mươi ngày. Dừng kêu ác thằng nọ bị đày thì ở nhà rồi đi lấy người ta. Lấy người ta. Lấy người ta. Mà lấy ai vậy bác? Thì còn ai vô đây nữa? Mưu mẹo họ sắp đặt sẵn hết rồi. Họ lấy cớ là đưa vợ nó đi lo thầy Kiện. Mà tôi không biết á, họ làm cái việc kiểu gì nha. Mà tới hồi kêu nhỏ cái án tù chung thân khổ sai, con vợ của nó nghiễm nhiên từ vợ của tá Điền nhảy vọt lên làm bà hội đồng cái một à. Họ ăn ở với nhau năm trước năm sau sanh được đứa con gái, mới gả chồng hơn năm ngoái nè. Bác ơi, vậy chứ chị Lũ chị ở với anh Thành không có đứa con nào sao bác? Nghe nói hồi đó lúc Thành nó còn ở nhà, vợ nó có bầu đâu 5-6 tháng. Dạ đúng rồi bác, đúng rồi bác ơi. Về ở với người ta 2-3 tháng gì á, sanh được thằng trai. Con trai, con trai. Con trai. Mà con ruột gì của họ đâu, họ thương, họ yêu cậu ơi.
Cho nên mới đẻ nhỏ ra mấy ngày thì họ lâu đi đâu biệt tích rồi. Lâu đi biệt tích hả bác? Trời ơi. Trời, sao sao vậy con? Trúng gió phải không? Để tụi coi con trúng gió phong. Kiếm chai dầu cạo gió. Chai dầu để đâu rồi trời? Chai dầu có sao không? Bác Hương, bác Hương ơi, cháu là thằng Hai Thành nè bác Hương ơi. 19 năm tội tù quán ức, nay cháu vượt ngục. Cháu vượt ngục trở về. Trời ơi, bác ơi, mày còn sống, mày vượt ngục. Cháu còn sống đây bác ơi. Cháu định về đây trước là để thăm bác, sau là hỏi tung tích vợ con của cháu. Nhưng giờ vợ của cháu là vợ người khác rồi. Con đứa nhỏ cũng bị người ta lưu đày biệt tích. Cuộc đời cháu cam tuyệt vọng rồi bác ơi. Nó còn sống, nó còn sống. Bác ơi, còn cháu nó còn sống thiệt hả bác? Sống. Bác ơi, nó tên gì vậy bác? Tao đặt nó là Võ Minh Luân. Võ Minh Luân, tên đẹp lắm bác ơi. Tụi bay ơi, tụi bay về chiều đi nha, nhớ rượu tao đi chơi nữa nha. Nó hả bác? Con của con đó hả bác? Nó về tới. Thôi nè, bây giờ bay nép vô trong đi nha. Tao nói chuyện nó một chút, rồi cái tao kêu bay ra đi. Rồi cha con nhìn mặt nghe không? Dạ con cảm ơn bác lại trời. Trời ơi là trời. Nhớ nha tụi bay. Hôm nay con câu được 4 cá nha má. Chuyến đem ra chợ bán 3 con, còn 1 con đem gì? Má, sao má khóc vậy má? Có chuyện gì vậy má? Con à. Dạ. Con đem đục vô trong cất đi rồi ra đây má nói chuyện con nghe nha. Dạ. Bác ơi, bác ơi, nó lớn quá rồi. Bác ơi, cảm ơn bác nhiều lắm bác. Má, có chuyện gì vậy má? Sao má khóc vậy má? Con à. Dạ. Con lại đây, con nhìn kỹ coi, con biết ông này là ai không con? Dạ con không biết má. Ờ phải rồi, sao con biết được? Cái người này. Dạ. Là cha ruột của con đó. Cha ruột của con hả má? Cha con nó bị án oan lưu đày biệt xứ ngoài Côn Đảo 19 năm trời. Nay nó vượt ngục trở về đây. Bà là mẹ nuôi chứ không phải là mẹ ruột. Lại nhìn cha đi con. Nhìn cha cho con. Chứ cha con nó đỡ tuổi. Luân, ba nè Luân. Ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước của bà đây ví bằng trời cao biển rộng. Vậy con hãy quỳ xuống đây cùng với ba lại tạ công ơn bà dưỡng nuôi con 19 năm trường. Ngày đêm lo sợ tai qua đến bất thường nào, tuổi già mà phải lặng lội đau khổ nuôi lớn gánh gồng con suốt 17 năm nay. Ba bị án quan miệng ba dường như khóa chặt, cuộc đời ba phải rời xa con mày gặp nhau vậy là vui quá rồi ha. Dạ, rồi từ từ cha sẽ cho con biết về chuyện của mẹ con nghe con. Dạ. Mày mới về tới nghe, làm cái gì cũng phải cân nhắc cho kỹ lưỡng nghe. Dạ. Không con. Rồi bây giờ hai cha con vô đây bà mà tâm sự đi ha. Tao ra sao tao nấu cơm, rồi lát hai cha con mày vô ăn. Dạ. Ê, rồi ăn cơm xong cái mày coi ở tù có chuyện gì vui mày kể tao nghe mày. Trời đất ơi bác ơi, ở tù rầu thối ruột có cái gì mà vui. Cha vui là ngày hôm nay ba gặp lại con rồi Luân ơi. Ba. Phải nói là bạn can đảm hơn nữa, đó là chọn trích đoạn đời cô Lụ mà không có cô Lụ là sao? Dạ tại vì cô Lụ cô ngồi ở dưới rồi, cho nên phải làm ở lớp không có cổ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cải lương Chi Bảo, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Đấy, cô Lụ ngồi dưới, một tràng vỗ tay cho cô ạ. Thật ra thì tôi có một cái gì đó rất là vui mà rất là thanh thản, rất là thoải mái, là vì xem cái tác phẩm kinh điển Đời Cô Lụ của bác Trần Hữu Trang với một cái người diễn viên trẻ mà nổi danh đó là hài, đúng không? Phải không con? Tức là Gia Bảo là người ta gọi là nghệ sĩ hài, đúng không? Và rồi lại là tông tổ của Đoàn Thanh Nga, và một cái cô đóng bà Hai Hương đó là một nghệ sĩ trẻ. Rồi một bạn đóng Võ Minh Luân á, là một ca sĩ nổi tiếng. Tôi thấy mừng cho cái lương. Bảo diễn hay, bảo diễn đúng cái nhân vật. Phải nói rằng đây là một điểm son trong đời diễn viên của Gia Bảo. Mỗi lần mà nghe Gia Bảo hát giọng cổ thì ông đây có phần hồi hộp. Mà bù lại cái diễn xuất của Gia Bảo rất là tốt, nó hòa quyện với lại cái người đồng nghiệp của mình diễn cái vai rất là ăn ý, và cái từ cái câu thoại và cái động tác cũng như là cái tình cảm mình nói ra đó, nó làm cho người nghe nó cảm xúc được. Cái vai Võ Minh Thành này phải nói là nhiều đàn anh đàn chú diễn ghê lắm. Phải nói là bây giờ mới thấy được Gia Bảo diễn cái vai Võ Minh Thành. Diễn thì coi như mình không so với mấy anh mấy chú trước được đâu, nhưng mà so với Gia Bảo với cái này thì chú Nam thấy là
thành công. Nói theo nghề thì Lê Bảo là một người diễn có nghề. Từ cái đài từ phát âm cho tới cái ao chót, biết cách để ao. Cái thường thường cuối cái lớp diễn thì mình cái đài từ mình phải mạnh mẽ lên. Thì Gia Bảo đã biết cái điều đó. Gia Bảo rất là hạnh phúc và may mắn sống trong một cái ánh hào quang. Hai cái ánh hào quang, mà hai cái ánh hào quang đó tới tận bây giờ vẫn chưa hề phai nhạt. Đó là hào quang của chị Thanh Nga và anh Bảo Quốc. Người ta nhìn Gia Bảo, người ta thấy cả một cái thế hệ và người ta rất là thương. Và hôm nay nhìn thực chất thì Gia Bảo diễn rất là tốt. Và tôi khen Gia Bảo là một người thông minh. Cảm ơn em. Chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin mời nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết. Dĩ nhiên là cho con mời á. Số điểm của danh ca Thái Châu. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam. Xin mời. Đáng lý ra đây là chú Thanh Nam mà bớt còn nửa điểm. Mà chú Nam khen con cái là con có tâm huyết với nghề nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái sự can đảm của con dám chọn cái giày võ Minh Thành. Mời! Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. 9,6 điểm, chúc mừng bạn. Huyết Nhi! Huyết Nhi! Hả? Dạ! Kẻ nào? Kẻ nào? Kẻ nào làm náo động bến Bình Than? Dạ đó là Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản à? Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Đây là chỗ nhà vua đang luận bàn việc nước. Việc nước mất con đã có phải luận bàn ở đó. Vậy mà dám đến đây để làm loạn à? Xem vương vào tội tử. Dạ trên đức ông, sở dĩ Toản đến đây là gì? Toản muốn diện kiến Thanh Hoàng, bày tỏ lòng mình xin được phất cờ giết giặc bảo tồn tổ quốc. Phất cờ giết giặc bảo tồn tổ quốc à? Chẳng hay em ta năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 15. 15? 15 tuổi mà cũng luận bàn việc nước hay sao? Muôn tâu bệ hạ. Người đã rõ làm sao động Bình Than, không xem phép thuật ra gì, xin Thanh quân gia hình trí chi mà để làm gương, báo truyền võ đạo vương. Hoàng thúc, em ta thấy thương trong lòng, nhi đồng dũng cảm kiên cường đi ngang ngắn chống quân sai lang. Lòng nào ta đây đi đành tâm đón nghĩa thâm tình, vì dân yêu nước chữ chung quân tội gì mãi tha, xin đức ông ai dùng thương thương tha cho tội của dân hầu. Gương xưa trị nước đành dẹp tình riêng ta lo việc chung, ly đâu không cần hấp hút tha cho nghịch nhi, toàn dân sẽ luôn chê cười khi lòng dạ chẳng an, làm sao xứ an dân lành
bao lời thần thấm thâu, cầu xin trên đừng lại duyên lòng thần tử quyết. Wow. Ngõ Đạo Vương. Dạ. Kiếm. Dạ. Vì lòng yêu nói thiết tha mà dương vào tôi tư, thì còn ai đâu ra máu về sang hà. Nói chỉ cha ông còn việc lũ gian tà, dẫn lũ giặc quét khách hương ngạo mạn. Còn ta không tan hoài, nước mắt nhà tan ta không thể ngơ tay. Sách kiếm đầu quân cùng ông cha giết chắc. Xin bệ hạ phán truyền cho cả nước, sông lớn biên cương bảo vệ sang hà. Hay lắm Quốc Toản, đất nước đang cần những người tài như em. Thái sáng đời mà diệt thù. Còn bây giờ? Chưa phải lúc. Chưa phải lúc. Còn đến lúc nào nữa? Bệ hạ Toản lớn rồi mà. Được rồi, ta sẽ ban cho em một đặc ân. Toản đục một đặc ân. Đội ơn bệ hạ. Quân. Dạ. Các vương hầu đến đây dự họp, chẳng lẽ em ta lại không có hay sao? Đây, ta sẽ ban cho em một quả cam. Một quả cam là phần thưởng của kẻ tôi hiền. Không. Quốc Toản, không được hỗn lâu, quỳ xuống. Hoàng thúc, dù sao tấm lòng yêu nước của Trần Quốc Toản rất đáng khen ngợi. Thôi, em hãy về, kẻo mẫu thân mong đợi đó nha. Các vương hầu, hãy theo ta vào luận bàn diệt nước. Đem quả cam này về, giặt lấy nước mà uống đi. Đồ con nít mà mày đặt luận bàn diệt đánh giặc. Đồ con nít mà chọn đời đi đánh giặc. Ở đây hai ông là giống con nít nhất đó. Toản không phải là trẻ con mà. Bé Ngọc ơi. Trời đất ơi, Ngọc ơi là Ngọc. Ba dặn con ở nhà học bài chăm chỉ sao ở đây chứ vậy? Nè, cam rồi đồ đạc, kim tuyến đồ ha. Qua làm ba có trò khùng trò điên này hoài à. Về nhà cho ba. Nhìn cái mệt quá này, cho miếng nước con nhìn cái gì nữa. Khổ ghê vậy hả? Ai phải nước cam quên mở đường chú lè vậy? Khổ quá Ngọc nè. Ba dặn con lần cuối nha, ở nhà cho ba, không qua đây nữa nghe không? Nè, ở nhà học bài chăm chỉ, qua đây. Ba đi kiếm con cùng làng khắp sớm, hỏi con Ngọc đâu không ai biết hết trơn hết trọi đó. Ba mệt quá mà, ba già rồi mà con. Cảm ơn nha. Thái độ nè hả? Ba đặt thái độ hết nước với tôi hả? Cho uống miếng nước được, tưởng đó tôi không chửi nghe nè. Nè, con nít con nói cầm giáo, cầm gươm tính đâm ai? Đâm quân thù. Ở đây ai quân thù đâu? Hay lắm, giỏi lắm ha nè. Ai dạy ba cái trò đây? Con nít con nói bày đặt hỗn hào với người lớn. Ông ba bà ba dạy phải không? Để đó đi. Ông ba bà ba đâu? Dạ dạ tôi đây. Ông ba bà ba ra đây. Mày đưa nhỏ gì, không có hỗn gì vậy cậu? Tôi có hỗn láo với mấy cô mấy chú trong xóm phải không? Sao vậy lui con? Lại coi. Trời ơi, tụi con cứ giỡn hoài đó. Dạ xin lỗi cậu, mấy đứa nhỏ nó phiền hà cậu hả? Không có phiền gì hết trơn á, ông mới phiền đó. Dạ, ông vậy? Bà rủ rê dụ dỗ con gái tôi ở đây phải không? Dạ đâu có rủ rê dụ dỗ gì cậu. Tại vì tụi tôi là hai vợ chồng nghệ sĩ già. Dạ. Rồi tụi tôi làm nhang ở đây tụi tôi sống. Rồi mê cải lương quá hát nghêu ngao. Mấy đứa nhỏ nó thấy nó khoái quá, nó chạy lên nó xin học. Tụi tôi dạy, tôi không có lấy tiền lấy bạc gì hết trơn trọi á cậu. Tụi nó mê cải lương là tụi tôi mừng rồi. Dạy không lấy tiền hả? Dạ. Ai thích đâu dạy. Con gái tôi đâu có thích. Nè, con gái không thích là một không thích, hai không thích, ba không thích, bốn cũng không thích. Có ai thích đâu? Dạ thích. Dạ, thích cậu ơi. Sao con đưa ba vô đường cùng rồi vậy con?
Nè, nhưng mà tôi không thích. Tôi không, cho. Qua đây với bà Ngọc. Từ từ nói nha cậu. Đừng đánh. Đi qua đây. Đừng có đánh nó nha. Nó hát có triển vọng lắm đó cậu ơi. Triển vọng cái gì? Nè, nghe lời ba, con về nhà với ba nghe. Thầy cô tới nhà hết rồi, học tiếng nước ngoài nè, tiếng Anh nè, tiếng U nè, đó. Tiếng U là tiếng gì vậy cậu? Tôi nói ra nghe nhiều thôi chứ không biết. Học cái lương xưa cũ lắm rồi. Ê, con cậu ơi, cậu nói chuyện xưa cũ tôi không chịu nha. Cái lương tôi không có xưa cũ nha cậu. Cái lương tôi đổi mới mỗi ngày nha cậu. Đổi mới mỗi ngày hả? Nè con nhìn đi, ông ba bà ba nè, từng một thời mê cải lương, cả đời theo cải lương đó. Rồi giờ ở đâu? Đâu có nhà đâu ở con. Ở ké cái đình này nè. Ê, cái đình này của tôi mua à. Cậu đừng có nghĩ ai cải lương là cũng như vậy. Cải lương bây giờ người ta khác rồi, đừng có nghĩ như vậy nữa. Tôi không nói chuyện với ông ngang ngược lắm. Đi về với ba kìa. Ba đứa kia nữa, con chị Sáu nè, anh Bảy, chú Chín, qua đây. Đi về luôn. Nè, không không nữa. Học cải lương đi khóc cũng vô dây được nữa. Cho nó học đi bà. Vậy lẽ đó. Con ơi, dẫn em đi cẩn thận nha. Có chừng dạ. Bé nha con. Đó. Ai mà chê cải lương á là chạm vô lòng tự ái của ổng hả? Thôi, buồn cái gì. Người ta không biết thì người ta nói vậy. Thì mình từ từ mình nói người ta hiểu. Hiểu không? Sao người ta cứ nghĩ cải lương là xưa cũ vậy mình? Trong khi nghệ sĩ ngày nào cũng ráng đổi mới, tôi càng muốn cải lương đến gần với lớp trẻ hơn. Mà sao cái định kiến kỳ vậy mình? Tôi hiểu mình mà. Mình ơi, mỗi con người sinh ra đều chọn cho mình một ngành nghề trong xã hội. Bác sĩ, kỹ sư, kinh doanh, chính trị là làm đẹp và đấng sinh thành. Xin đừng nghĩ xương ta là vô loại vô ngành. Tôi hát cải lương là để ngợi ca tình đất nước, nhạc của nước mình. Mình hát để mình nghe. Cải lương kết hợp từ ca dao, kết nối bằng dây thân ai. Theo tiếng mẹ ngủ cũng trầm bồng, mượn ca dao mà hát tiếng mẹ ru hời. Thôi, mình à, cải lương á, nó hay lắm. Nó dạy cho người ta nè, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Ai á mà yêu thích á thì mới hiểu. Còn người ta không hiểu á thì từ từ mình nói người ta biết. Có gì đâu buồn. Nghe mình. Tôi bùi ngùi khi nghe người ta nói, sợ quê mùa không nghe bài dòng cổ, chỉ thích nhạc Mỹ nhạc Tây để nâng cao giai cấp. Nghe nhạc của người ta mà chê nhạc nước mình. Đổi họ thay tên chứ đâu à, có đổi được dáng hình. Thân xác con người bị đẩy đưa theo hoàn cảnh, nhưng đừng để tâm hồn bị hoàn cảnh đẩy đưa. Giọng cổ là tiếng vọng về xa, nơi có quê hương đầy kỷ niệm. Đừng chê người thật thà dứt phát, rồi lại buông lời khinh miệt cải lương. Thôi, nhưng mà đây là tâm nguyện của mình, mong muốn truyền lại cho lớp nhỏ cái môn nghệ thuật truyền thống. Thì bây giờ á, mấy đứa nhỏ đứa nào nó thích thì mình dạy cho nó. Mình đừng có nản lòng. Người ta nói chút xíu là mình buồn. Vậy thì sao mà mình làm được cái nguyện vọng của mình hả mình? Thôi thôi mình ơi, chắc tôi với mình bây giờ đã lỗi thời rồi, không nghe theo kịp cái lớp trẻ nữa. Thôi dẹp hết, không hát, không ca, không dạy gì hết. Có ai nghe nữa đâu mà hát. Mình à, ai học nữa đâu mà dạy.
thôi. Hết rồi Minh ơi. Ông ba, ông ba. Mày đưa. Ở đâu còn cái lương dòng cổ, là nơi đó còn dân tộc Việt Nam. Trời ơi Mình, nghe tôi đã nói không Mình, cái lương sẽ mãi mãi trường tồn. Mình ơi, ông ba, đại tôi với ông ba. Bạn muốn gửi gắm gì ở trong cái phần mà bạn dàn dựng như vậy nè? Dạ, tại chủ đề này là cảm ơn cuộc đời. Thì thật sự là cuộc đời này có rất là nhiều cái để mà mình cảm ơn. Nhưng mà em thì em muốn là truyền lại cho cái lớp nhỏ hơn nữa, là từ lúc còn bé, các em bé nó còn nhỏ mà bắt đầu biết nghe giọng cổ, biết thích cải lương, thì chắc chắn là cải lương mình sẽ còn hoài, còn hoài, còn mãi. Đó là ý muốn của em. Dạ. Cảm ơn cái chương trình Sao Nối Ngôi, và cũng qua cái tiết mục mà Tre Tàn Măng Mọc của Gia Bảo, tôi mới được thưởng thức một cái món ăn tinh thần mà lần đầu tôi nghe giọng cổ mà bè quá chừng bè. Cái ý tưởng này rất là hay. Mình truyền lại cái vọng cổ. Tôi không có đồng ý, đừng có bao giờ mà nói là vọng cổ xưa hay là cái gì đó. Cái ngành nào cũng có giá trị hết. Và cũng là rất là khen mấy cháu ra rất là tự nhiên, cuối câu cao trào đó mà bè giọng cổ, cái này là tôi nhớ hoài luôn nha, ấn tượng luôn rồi. Bạn Gia Bảo là thích làm những cái việc mà ít ai làm. Mà như vậy cũng hay đúng không? Cho em nói thêm cái này chút. Dạ. Nha, khi mà con hát giọng cổ đó, mình vô giọng cổ mình có nhiều cách vô lắm. Nhiều khi con nói lối đi, con nói lối gì đó rồi gần tới cái câu mà con xuống đó, cái con mới vô lại cái thì nó không có lòi ra cái kiểu yếu của mình. Chứ mỗi lần mà chú nghe con hát nhạc hay là giọng cổ là chú hồi hộp lắm. Cái câu vô giọng cổ vừa rồi đó, Gia Bảo đọc lại cho cô nghe coi. Dạ. Mỗi con người sinh ra ai cũng chọn cho mình một ngành nghề trong xã hội. Khoan nha. Mỗi con người sinh ra ai cũng chọn cho mình một ngành nghề trong xã hội. Đó, nói gì đó. Thì... bác sĩ, kỹ sư, kinh doanh chánh trị là muốn làm đẹp và đấng sinh tâm. Mà cái này đó là cô học từ anh Diệp Lan, thì bây giờ mới có cách để mà chỉ cho Gia Bảo. Con đang đóng cái vai người lớn tuổi, đóng vai già, thì tất cả những người lớn tuổi đều hơi ngắn hết, là vì hơi tàn sức mọn rồi. Cho nên là cái cách của mình, mà cái kỹ thuật mà con nhả chữ, thậm chí đó, nếu mà con học được của cô Ngọc Giàu đó, thì con sẽ thấy rằng chỉ có 4 chữ thôi, nhưng mà cô cất lên một cái đó là mình xót ruột, mà mình quặn lòng, mà mình bắt buộc mình phải vỗ tay. Thì cái nghề nghiệp của diễn viên đó cần học những cái điều này. Vậy con nha. Gia Bảo, những cái kỹ thuật thì cô ba đã dạy con rồi. Cái tiết mục của con làm cho ba rất là xúc động. Và tự nhiên á, giống như cái ký ức tuổi thơ của ba nó tràn về vậy đó. Ba mê cải lương từ nhỏ, và bây giờ là ba đã lớn rồi. Mình sợ là con cháu sau này không thích nữa. Nhưng mà cái hoài bão của con á, nó cũng giống như hoài bão của ba. Có nghĩa là mình mong làm sao mà con cháu giống như các cháu hồi nãy, cái 4 tuổi, 5 tuổi mà vẫn mê cải lương, thì cải lương sẽ không bao giờ biến mất. Ba thích nhất là cái cách suy nghĩ của con, cái tâm của con. Thưa quý vị, thưa ban giám khảo, Gia Bảo là cách đây ba mấy năm á, em bồng nó trên tay, cái chiếu ốm nhất là bồng trên tay. Con là rất là may mắn, con sanh ra trong một gia đình truyền thống về cải lương, về nghệ thuật. Đã có một sẵn một cái dòng máu ở trong trái tim con. Con được nhiều những cái ưu ái như thế, nhưng ngược lại đó là một cái điều mà con phải phấn đấu rất dữ dội. Nhưng Gia Bảo được cái này nè, Gia Bảo có cái đầu đạo diễn. Riêng về mặt ý tưởng dàn dựng, con đã gây được một cảm xúc cho cô ba đây, cho bác đây, và cho
bố nuôi của con cho cô và cả cái khán phòng này. Và con cũng rất là khéo léo để chọn những cái thiếu nhi nó hết sức là dễ thương. Nội bao nhiêu mà nó bé xíu mà nó ra mà nó cầm cái giáo á, là nó đã thuyết phục được mình rồi. Dễ thương quá. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy. Cảm ơn những lời nhận xét quý báu của ban giám khảo dành cho thí sinh Gia Bảo. Bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,5. Nghệ sĩ Minh Nhí. 10. Vâng. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Gia Bảo. Xin mời. 9,5, chúc mừng bạn. Dỡ nát cuối ban đầu, tình là sâu, đời là mộng. Mẹ đây mới theo đôi cánh quyền lại phần mình càng thương, ôi hỡi con người suốt 18 năm qua, mẹ càng khổ sở biết mấy, chừng chờ đợi ngày con lớn khôn. Quyết, dạ chào thầy. Tôi đã nói với thầy biết bao nhiêu lần rồi, thầy đừng tới đây nữa. Nguyệt à, anh chỉ mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Bị ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại chỉ một mình tôi đau khổ, còn để cho vừa ý của anh thì sẽ có một người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì bề vui chỉ tình yêu thơ ban đầu như nước chảy qua, cầu chưa gặp thì đã xa thôi, thì tình của chúng ta cam đành chịu xót xa miền sao con buồn lớn lên người kể tròn bổn phận của anh, tiếc làm gì cái của tâm xanh. Nhưng ở đây anh là ba của thằng Tâm, gặp gỡ ba thằng Tâm với tất cả niềm nhớ chung tròn vẹn. Thằng Tâm, con của chúng ta nó đã tốt nghiệp ra trường rồi. Sắp tới đây, anh sẽ chọn một ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình quan thi đăng ni, chúc mừng con trong cái buổi
lễ thành hôn. Tâm ơi, thương con mẹ chỉ biết gửi quà chỗ con, chứ danh nghiệp nào mà mẹ giam nghiệp tới chuyện nâng à, Nguyệt à, em định gửi quà gì cho con vậy? Đây, mặt gối thêu còn dáng dở. Nguyên ư? Trong ánh chớp trên nền trời đấy đó, Nguyên ương là lẽ sống tuyệt vời. Dịu dàng từng đường kim mỗi chỉ, cô trai tim sắc son chờ mong. Nhịp nhàng phương trời xa thăm, vậy mà bão năm rồi em cứ thản nhiên người qua đường xa là, trong khi đó anh lại ấp ủ, anh nâng niu một tổ quyến em đềm hạnh phúc. Nguyệt ơi, em càng lạnh lùng từ chối, khiến anh đây thêm nát ruột xé lòng. Nguyệt à, em hãy cho anh thêm một ân huệ nữa nghe Nguyệt. Chúng ta nên dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Vậy thì còn chúng ta? Giấc xuân mộng từ lâu cam trong trại, tình gối chăng nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng, duyên cát lệ không thể nào tái hợp. Cơn xưa đã giờ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chân trên đời. Quãng đường xa còn trông gai thăm thầm xa vời, thằng Tâm nó sẽ như thế nào trước cảnh chờ đợi ban lời mua danh. Buổi giao thời mới cụ đôi nay, chúng ta là nạn nhân của gia đình Tâm Quan. Thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng nợ thua vội bạc phú phàng. À Nguyễn à, thằng Tâm con của chúng mình à, anh lo lắng cho nó đầy đủ, không thiếu một thứ gì hết em ạ. À, em biết không, con của mình nó có hiếu lắm đâu Nguyễn à, em yên tâm nha. Anh Minh à, theo tôi thì thương con như vậy là vẫn chưa đủ, mà thương con là phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết phù lối mòn của chúng ta ngày trước, ngập trong lớp rong rêu cặn bã ao tù. Hãy chắp cánh cho nó được bay xa, cho nó thấy đất rộng trời cao, núi rừng sâu và biển cả trùng. Nói với nó hiện tình khốn khổ của người dân đang trên cổ mang trồng, cho nó được sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là ghét là thương.
Anh đã hiểu rồi. Nguyệt à, anh chỉ xin em từ rày về sau hãy cho anh được thỉnh thoảng tới. Em định bước thêm bước nữa với người khác à? Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa của gia đình hẹp hòi thì tốt hơn hết. Anh đừng bao giờ tới đây nữa. Anh Nguyệt cả, anh về đi. Thôi được rồi, như vậy thì từ nay chúng ta sẽ cùng lo cho con vậy. Anh về nghe Nguyệt. Dạ, anh về. Về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Cậu tới đây có chuyện gì vậy cậu? Bà thật sự không biết tôi là ai à? Tôi không biết cậu. Tôi là thằng Tâm, con của người đàn ông vừa mới đi ra khỏi nhà của bà, ông Minh đó. Bà quyến rũ ba tôi, bà làm cho mẹ tôi phải thua buồn khóc lóc vì ghen tức. Bây giờ gia đình của tôi không còn vui vẻ như trước nữa. Ba mẹ tôi không ai nói với ai một lời nào. Biết đâu giữa ông bà còn có một nguyên nhân nào sâu xa khác hả cậu? Không. Tôi đã điều tra tất cả. Và tôi quả quyết mọi nguyên nhân rắc rối giữa cha mẹ của tôi chính là bà. Là ba. Ngày hôm nay tôi tới đây, tôi yêu cầu bà ngay lập tức tuyệt giao với ba tôi. Tốt hơn hết, bà hãy cuốn gói đi khỏi nơi này. Cậu nếu bà sợ nghèo, sợ khó, tôi có thể cho bà tiền. Nhưng mà bà nên nhớ, cầm đồng tiền của tôi đi nơi khác sinh sống rồi thì hãy sống một cuộc đời đàng hoàng, đừng bày trò ổng bướm qua đường nữa. Tâm, tôi lặp lại, tôi hẹn cho bà trong vòng một tuần lễ. Nếu bà còn cố tình chần chừ, đừng trách tôi. Tâm, con đuổi mẹ. Bà nói cái gì? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Cậu không hiểu gì. Chỉ là một người đàn bà đang tâm đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Đối với lại anh Đào á, thì quả thật là em là con nhà nòi của Sư Có Lương. Vì vậy cho nên là em ca rất ngọt ngào. Rõ ràng là chỉ có máu con nhà nghề mới ca được như vậy. Vì sao? Nhịp nhàng của hai câu giọng cổ này rất khó ca.
nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy hát rồi, với lại hai câu giọng cổ này, từng nhịp, từng phách, từng cái sắp chữ của chị, không ai sắp qua nổi. Và hôm nay em thể hiện hai câu giọng cổ đó, anh rất là hài lòng. Có những đoạn chúng ta vì thời lượng quá ít, cho nên là chúng ta phải cắt đi để bảo đảm được thời lượng phát sóng. Đó là cái điều mà anh thông cảm. Đây là cách dựng rất là mới. Mặc dù biết em là một ca sĩ hát giọng nhạc quê hương, nhưng mà em ca rất là mùi và tin được đây là Nguyệt. Nhưng chỉ có điều là khi hát em hát rất là tốt, nhưng mà tiếng nói sân khấu á, nó chưa có vững, nó chưa có cảm. Và chị khen cái phần cuối là cái phần dựng của cái người dựng của cái vở này á. Cái đoạn cuối chị rất thích, khi mà em từ từ gục xuống thì phía sau cái người vẽ trên cát á, giống như là trong ngôn ngữ điện ảnh tụi chị gọi là cái sóng gió đó, cái đau khổ, cái rối bời của Nguyệt lúc đó đó, nó trợ cho em rất là nhiều. Cảm ơn em và cảm ơn ekip đã dựng cái bài thi ngày hôm nay. Cái phiên bản dựng này Bạch Long thích. Về giọng ca của em thì đúng là em hát hay thật. Em hát nó có, nó thật lắm. Đúng rồi, nó thật á. Nó thật lắm. Nó thật á, nó dễ chịu lắm. Mà mình nhìn thấy mà thấy nổi tâm trạng của một cái, của cô Tô Ánh Nguyệt. Còn nào thì Trinh nói là do cái đại từ của em thì Bạch Long không trách cái vấn đề đại từ đâu. Thứ nhất tại vì em là ca sĩ. Đó, em tiếc á, không phải là em phê bình mà em tiếc á. Em là em ca tiếc sĩ. Á, dạ, em với tiếc thứ hai, á. Tại em diễn thật nó gần như kịch. Dạ. Chứ không phải cải lương. Đó, đó, đó. Hiểu không? Dạ, dạ, em hiểu. Thì dạ, em diễn hiểu. Nó gần như kịch, mà chính là cái đó mới là thật. Cái đó mới là vở cải lương xã hội. Chứ nếu mà em dùng đài từ mà âm điệu á, kỹ thuật á, thì nó sẽ không xúc cảm. Chú thích tiết mục này, hôm nay giao diễn thành công vai Tô Ánh Nguyệt. 10 điểm. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75. Còn bây giờ là thời gian dành cho khán giả tại trường quay bình chọn cho Trương Anh Đào. Xin mời quý vị. Điểm. Xin được chúc mừng Trương Anh Đào. Nguyễn Phúc, vận mệnh của một bọn dương tôn dương tử, ta nắm trọn trong tay. Cuộc sống hay chết tùy ta quyết định. Ở đây chỉ có mình ta mới được quyền ra lệnh, còn ngươi cũng chỉ là một hàng thần lơ lão. Hàng thần lơ lão. Hàng thần lơ lão. Không, im đi, im đi, im hết đi, im hết đi. Ta không phải là hàng thần lơ lão. Ta như con thuyền chao đảo dưới dòng sông, không bến bờ giữa cơn mưa nguồn thác lũ. Quay lại đường xưa thì cầu kia gãy nhịp lâu rồi. Bấy rập phủ dân đã làm cho ta u tối tâm hồn, quên cội quên nguồn, chạy theo tiền tài danh vọng, nuốt nhục cúi đầu làm nô lệ cho ngoại bang. Áo Thiên Triều, áo Thiên Triều không giống áo của mẹ cha. Khôi Bắc Quốc khác với trăm bới lướt tai hiên ngựa. Trời ơi, ta muốn hỏi sao trời già cái gì biến ta thành kẻ bán nước cầu dinh. Có tội với non sông vì không trọn trung với chúa, có tội với cha già vì quên chữ nghĩa nhân. Ta không phải là hàng thần lơ láo. Ta không phải hàng thần
kia 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 ông son bên người nghe nhói lòng như ai sẽ tâm can tính sao tính sao tính sao cho vẹn đôi bên lòng trùng chẳng tròn thôi đành lìa xa. Quân gia tới Bảo Trâm, tại sao nàng lại toàn trộm? Không, tôi không trộm, mà chính ai kia mới là kẻ trộm. Ta trộm mà, ta trộm gì? Trộm bức ngôn đồ, giáo cho đủ giặc ngoài xâm. Bức ngôn đồ, đây là... Đến giờ phút này mà ông còn dối gạt tôi à? Nằm trong ống son có bức ngôn đồ đại việt, đó là hồn thiêng tổ mất của non sông. Bức ngôn đồ gì đâu sao nàng lại nói năng sằng bậy, nếu có cũng chỉ vì ngôi bao của dương gia để cho ta công hầu, còn nàng là mệnh phụ phu nhân. Ai ai xui nàng phải toàn trộm ống son, đó là hồn non sông đã đồng về từ muôn vạn dặm, đã khuyên dạy tôi phải giữ ngôn đồ cho nước Nam. Phu quân, phu quân ơi, tiếp không mong một cuộc sống giàu sang nhung lụa, mà chỉ muốn sống hiền hòa bên bờ tre khóm chuối. Dình sang chi với cảnh hại mang mũ đội, mà chàng phải cúi đầu làm tôi mũi cho ngoại bang, để rồi chúng ban cho câu là hàng thần lơ lao. Phu quân ơi, lòng dân Đại Việt đang mở rộng vòng tay đón kẻ lầm đường trở về quê cha đất tổ. Phu quân ơi, tiếp mong chàng mà phu quân ơi. Bảo Trâm, Bảo Trâm ơi, nếu đường đời ai ngả ngược xuôi, sương gió núi chẳng thương qua tiết ngọc. Phu quân, Bảo Trâm, nàng hãy khoác hàng y cho đỡ lạnh, áo thay người sưởi ấm lúc giá băng. Phu quân, nhờ nàng to lớn khi đời ta bước xa ngàn xa, vì người công danh nên giờ thân phải mang đoạn trường, thẹn lòng với chúa sông núa cam ê chê, mau kịp nhanh chân kéo không đời qua tàn phai. Đành lòng sao an khi nhìn phụ tướng lầm đồng dày, một đời phụ thế em nguyện ghi sắc xuống lời thề.
sáng như trăng rằm. Ta cho lũ xăm lặng sẽ muôn đời không toàn thay. Dằn lòng ai bi xin giữ mình. Ta hẹn cô tái lại. Mi đi Bảo Trâm. Phụ quân. Mi đi Bảo Trâm. Phụ quân. Phụ quân ơi, con Bất Ngôn Đồ. Bất Ngôn Đồ sẽ về Tài Nguyên Quốc. Còn Bảo Trâm, Bảo Trâm thì vĩnh viễn ở mãi nơi này. Có nghĩa là, nghĩa là kẻ nào biết được bí mật của ta mà không theo ta thì không được theo ai khác. Nhưng Dương gia, Tâu Dương gia, dầu sao Bảo Trâm và người cũng là nghĩa cha con kia mà. Sao? Nghĩa cha con à? Nghĩa lý gì với cái thứ con nuôi? Hả? Con nuôi? Tướng quân, gái Bắc Phương nguyệt thẹn quá nhường. Khi người đã là vương là tướng thì tha hộ cho tướng quân lựa chọn. Dầu ta có là tướng là vương thì trong mắt của các người ta cũng là Phượng Hoàng Thần Lơ Lão. Kìa Nguyễn Phục, chẳng qua tướng quân đem thử lòng con thôi. Nếu như thiên triều không trọng dụng con thì ngài ấy không lặn lội đến đây để làm gì. Nhưng Dương gia, dầu sao con và Bảo Trâm cũng là nghĩa vợ chồng. Nghĩa vợ chồng. Con nên nhớ, giữa hai bờ sống chết, Bảo Trâm nó đã chọn. Nó quyết tâm đoạt được Bất Ngôn Đồ Đại Việt. Có nghĩa là phản lại ta. Con hãy ra tay đi. Cầm gươm, xuống tay, giết chết Bảo Trâm. Coi như đây là lòng trung thành con dành cho cha, cũng như với thiên triều. Phụ quân, Bảo Trâm này không yếu hề sợ chết. Hãy để thiếp chết tay về lũ giặc Nguyên Mông. Đừng gây cảnh xáo thịt nội gia, đừng làm trò cười cho quân cướp nữa. Nguyễn Phục, con nhớ rằng dưới tay của cha có trăm tên kỵ mã. Một lời ta phán ra, giết! Phụ quân! Dùng gươm dân tình. Trả lại đi.
áo xanh trời ơi thấu da hùng anh. Nói nói sao lời quang trách chỉ hơi nàng đành thôi kiếp phù du tình theo gió ngàn thu hết lời hết đời hết trong hết mộng tay lại bài chi quan trai. Ta đánh từ đây lòng ta thêm vui đau. Nguyễn Phúc, hãy đưa cho ta bức ngôn đồ đại diệt. Được, ta sẽ trao bức ngôn đồ. Phụ quân, phụ quân. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Hãy cho Bảo Trâm toàn mạng sống mà trở về cổ thổ. Chỉ còn mất ngôn đồ. Mất ngôn đồ. Khi nào ta đặt chân đến Ải Chi Lăng, ta sẽ trao mất ngôn đồ đại việt. Được, ta bằng lòng. Trường Giang nè, khi mà chọn cái tiết mục này thì em muốn nói lên cái điều gì đến với tất cả mọi người thông qua cái chủ đề ngày hôm nay? Dạ, chủ đề ngày hôm nay đó là chủ đề cảm ơn cuộc đời. Em muốn đem một cái trích đoạn này lên. Điều đầu tiên đó là em tưởng nhớ đến cậu Năm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Cậu đã chắc hết những tâm huyết, máu xương để làm ra một cái nguyên một trọn một tuồng bức ngôn đồ đại việt. Em xin cảm ơn đến những các đàn cha đàn chú tri ân từ xưa đến giờ đã từng diễn vở này và cho đến bây giờ lại hỗ trợ cho em. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả đến quý khán giả, cả thương yêu gia đình của Giang. Giang xin tri ân tất cả đến mọi người ạ. Và hôm nay xem Giang diễn thì với cái dàn dựng như thế này trông rất là, phải nói là đi xem dùng cái từ gì nhá, rất là xinh xắn. Và chúc mừng cho Hồ Quảng có được một kép trẻ có rất nhiều phong độ và rất là có tương lai. Và chúc mừng con, ngay khi còn trẻ lòng con đã biết nói sự cảm ơn. Khi mà con biết nói như thế và con hành động như thế thì bà con khán giả của Cải Lương sẽ yêu mến con, sẽ ủng hộ con. Chúc con có một cái tương lai thật là đẹp. Qua cái tiết mục này thì chú thấy cháu về vấn đề diễn xuất rồi bộ tịch rồi là khỏi phải bàn rồi, tốt quá, biểu cảm cũng tốt nữa. Chỉ có ở chỗ mình đóng một cái vai tướng lĩnh thì tập cái âm thanh, cái khẩu hình của mình đó, mình cho nó ra nghe nó chắc chắn, ra một cái nam tướng mà dũng cảm hùng mạnh. Đây là một cái vai mà cái người nó không có lập trường, cho nên là y chao đảo vậy theo giặc. Và đến một hôm, một lúc nào đó đó, những cái hoàn cảnh rồi những cái người thân này nọ đó, tức là khiến cho y quay trở lại và y muốn lập công đối với đất nước. Cho nên nếu cái vai này á thì cái sự yếu đuối của con đó nó cũng vừa đủ. Và con nhớ lời của chú Thái Châu, khi nào mà con ở những cái vai chính diện thì con tập thêm cái cách phát âm,
để cho ra cái nhân vật chính của cái nghệ thuật cải lương, của nam chính của cải lương con nha. Mà chú nghĩ con để ý thì được thôi, tại vì con hát tân nhạc quá đẹp rồi. Châu biết không, cái cải lương nó nói thế mà nó khó lắm. Thí dụ như cái nam chính là trước rèm rũ đã tinh tài mã phấn, lái thuyền hãy văn võ dựng tay chèo, một lĩnh truyền trăm họ phải tuân theo, sao lại nghĩ thay người trên ngôi báo. Đó là vai chính diện. Nhưng nếu mà cái vai mà phản diện như thế này đó, trước rèm rũ đó tinh tài mã phấn, lái thuyền hãy văn võ dựng tay chèo. Tôi rất thích Trường Giang. Tôi thích cái sự chỉnh chu và sống hết với cái nghề của mình. Và đó là cái đúng sao nói ngôi của dòng họ Minh Tơ Thanh Tòng. Có nghĩa là tất cả những nhân vật nổi tiếng trong dòng họ Minh Tơ Thanh Tòng khi xuất hiện trên sân khấu rất chỉnh chu. Hiển nhiên Trường Giang là con cháu thì vẫn còn nhiều cái sai sót, giống như các cô chú đã góp ý rồi, tôi không góp ý cái đó. Tôi thích là bạn đã tham gia chương trình này là bạn đổ công, đổ sức, bạn nhiệt quyết và bạn tập tành. Rõ ràng nếu không có tập tành và không có tập trung thì không ra được một tiết mục như vậy. Và hy vọng là những tập sau, nếu như tôi có may mắn tôi còn ngồi nữa, thì tôi sẽ thấy bạn hay hơn nữa. Đúng. Nha. Đúng. Hay hơn nữa. Chúc mừng bạn, hôm nay tôi rất thích bạn. Trang ơi, khi bạn thực hiện cái trích đoạn này, bạn đã gửi đến cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, gửi đến cho gia đình mình một cái niềm tự hào, cũng như là cái lòng nhiệt thành của bạn để tiếp nối cái truyền thống của gia đình mình. Tôi nghĩ là ngày hôm nay chắc chắn những bậc cố nhân ấy đã rất là mãn nguyện và mỉm cười với cái nỗ lực của bạn. Chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo, còn bây giờ sẽ là số điểm. Đây sẽ là số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Danh ca Thái Châu, xin mời số điểm của anh. 3. Tôi chỉ đợi anh Thái Châu lẹ lẹ thôi, đặng tôi đưa lên 3. Cho rồi. Vâng, nghệ sĩ Minh Nhí cũng đã cho điểm 10. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Trường Giang. Chính phải 7 điểm, chúc mừng bạn.